Cho anh em, đây là eyeball và nhiệm vụ của nó chính là máy lọc không khí cá nhân. Thì nó hoạt động như thế nào? Nhìn hình dáng của nó thì giống như là một cái vòng để đeo trên cổ vậy, và nó có ba cái hình dáng như thế này, cũng như là ba cái kiểu dáng khác nhau. Và bản chất nó chính là một cái máy lọc không khí mini. Khi hoạt động á, thì cứ mỗi 0,6 giây cái chiếc máy lọc không khí mini này sẽ liên tục tạo ra 2 triệu cái ion âm trên một cái cm vuông. Thì những cái ion âm này nó sẽ nhanh chóng nó bám vào những cái hạt bụi, và từ đó thì nó sẽ làm những cái hạt bụi có kích thước lớn hơn và nó sẽ rơi xuống trước khi mà nó đụng vào trong cái mặt người dùng. Thì từ đó sẽ giúp cho cái lượng không khí ở sát xung quanh mặt người dùng nó trở nên trong lành hơn, và khi đó thì cái không khí mà hít vào trong cơ thể nó sẽ chống được những cái loại bụi. Và theo như nhà sản xuất cho biết ở đây thì cái chiếc máy lọc không khí mini này nó sẽ có thể là hạn chế được tối đa cái lượng bụi 2.5 PM cũng như là những cái loại hạt có thể gây kích ứng, gây dị ứng khác đi vào trong cơ thể của người. Cơ bản thì trong những cái môi trường mà ô nhiễm như hiện nay thì đây vẫn là một trong những cái phụ kiện khá là cần thiết, bên cạnh cái việc và đeo những cái khẩu trang lọc được những cái loại bụi nhỏ hơn. Ok, xin cảm ơn em.